Chúng ta quay về xe đi ăn các bạn ơi. Mời hai anh cảnh sát ha. Hai anh em ăn món gì ở trên đường này kia thử thức này nọ, nhưng mà mời dứt khoát hai anh không ăn một tiếng nào hết. Cho nên bây giờ dẫn hai anh đi ăn không? Chỗ đó kín đáo thì họ mới dám ăn, chứ không được đứng ngoài chỗ công cộng. Thiệt thòi ghê chứ hả? Đồ ăn Jamaica hay cái gì? Ôi, có đồ ăn của local mà. Có mà. Có đồ ăn Jamaica và đồ ăn của ai đây các bạn? Đồ ăn của người Trung Quốc. Ok. Ok, đi vô mua cái gì ra các bạn? Đây là mua xong rồi sugo thôi à. Thấy có vẻ không có bàn ghế, đúng rồi. Mua xong rồi đi thôi. Coi họ có những món gì ha, có khác gì bên những cái cửa hàng cá nơi khác không ha? Cũng vậy à bạn, nhìn thấy có mình thấy có bánh bao nè. Có cơm nè, có súp nè, có đậu xào nè, thịt viên chua ngọt. Ồ, nó có giống như là KFC nữa các bạn, gà rán nữa, gà dầu hào kìa, cơm chiên nè, mì xào nè, cà ri súp, hình như có thể là seafood hay gì đó. Ok. Lấy tiền. Khoảng cỡ trung bình 4-5 đô cho một suất ăn các bạn. Cái ông nhận tiền ở trong này, chỗ thức tiền này, ông dán kính đen thui luôn, không nhìn thấy ông cầm tiền, ông lấy từ đâu, móc từ đâu. Vì vấn đề an ninh. No aki. Thôi vậy lấy cái gì cũng được. Bây giờ đồ ăn có rồi các bạn. Bây giờ đi vô, đi về đồn cảnh sát ăn uống. Cảnh sát mời vô đồn ăn. Get it, get it. Thank you. I'm sorry. Thank you. Oh, okay, mọi người đi đâu rồi? Mình cởi cái kiến. Ok. Đây là đang bên trong đồn cảnh sát thôi. Cô chào mày. Go upstairs, right? Thank you. Ok. Ok, lên lầu. Wow. Quá một cái trải nghiệm quá là kinh khủng. Vô đây là chỉ có hai cái lý do để vô thôi. Thứ nhất á là phạm tội gì đó, mà thứ nhì á làm việc ở trong này thôi, đúng không? Không có lý do. Ba đó là bạn của cảnh sát. Bạn cảnh sát luôn mới ghê. Wow, phòng ăn cảnh sát ở trên lầu. Rất đơn giản đó các bạn, ngay cửa sổ người ta để đó. Người ta để cái chỗ này xong rồi ngồi giống như quầy bar ngồi ăn thôi. Wow. Vừa thanh toán xong không tiền hai anh em đi rồi, mình sẽ kể cái phần đó sau cho các bạn nghe nha. Ở trong này cảnh sát họ có bán nước các bạn, ở trên giống như căng tin của cảnh sát vậy hả. Bạn ăn uống thoải mái xong rồi có thể mua thêm các loại nước ở đây nè, trả tiền rồi mua thôi. Chắc là mua thêm cái cực à, cực lấy anh một lon Monster đi coi. Họ đang chia tiền nhau, cái tiền công hai anh em gửi cho họ đó bạn, chia với ông trưởng đồn luôn. Ổng là cái người nói chuyện đầu tiên, là kêu hai người này đi, họ chia nhau. Đó, yeah, chia, đang chia nhau. I don't trust fucking Williams, man. Williams like. Đó. He was stressed, right? Rich chef, Rich. Yeah, I want to try it. Ok, thử một loại bia của Jamaica các bạn. From there, I'll just want to give high, because I just... Two restaurant and one Pepsi. Is it cold? Anh đang phục vụ mình cũng là người, cũng là cảnh sát trong đồ mình luôn đó các bạn, vừa rồi đi mình đó. Họ bây giờ đang lấy bia của Jamaica, muốn thử xem như thế nào. Anh cảnh sát, anh vừa mà đây là chai bia các bạn, đây là Red Stripe nè, cái bia rất nổi tiếng Jamaica. Tại sao trong đồn cảnh sát mà căng tin ăn uống buổi trưa mà cũng có bán bia trong đồn cảnh sát luôn nhé? Đó, bạn thấy là ảnh đang lấy những chai bia ra ngoài để anh rửa không? Có nghĩa là đi đồn cảnh sát đâu được uống, chắc đâu bán cho tội phạm bị giam giữ hay là cho khách vô thăm chúng mình ta, đúng không? Chứ cảnh sát sao uống bia ở đây được?
Đó, đây cho bia ra rửa, tại quá bụi đó. Đây, cho các bạn coi, đây là cái món ăn hai anh em mua nè. Cái đây là thịt bò nha. Cái đây là bên này là cơm nè, cho một ít rau nộm. Đây là cái quả ackee nè các bạn. Đó, sau khi người ta làm xong toàn bộ sạch sẽ ra, không còn cái độc nữa. Cái hạt với này, cái bỏ này kia người ta văng hết đi rồi. Người ta chỉ lấy đúng cái phần cơm vàng giống như là trứng chiên này nè bạn. Xong rồi người ta nấu ăn. Món ăn này là cút hồn cút túy đó nha các bạn. Ok, đó. Nha. Ăn nó vừa giống như trứng mà vừa giống như đậu á. Vừa giống như là trứng chiên, vừa giống như đậu. Ngon lắm. Ok. So just put 876. Cơm. Hai anh em đang nói chuyện với ông trưởng đồn các bạn. Hôm nay vui tính. Ngon quá. Nó là cũng đói quá luôn. Rất là ngon các bạn, hay ha. Tuyệt vời. We have another friend, we have another brother. That really cool. Đồ ăn luôn. Ngon quá, ăn dồn ăn dập. Trong đồn cảnh sát mà không có máy lạnh mà nóng dạ mà ăn. Máy lạnh không có. Mời các bạn một ngụm bia nha. Của cha mẹ cả. Chai bia mà họ đóng giống như cái chai thuốc ho của hồi nhỏ mình cũng có cái chai thuốc ho giống như vậy đâu. Chai syrup á. Ồ, cái bia ngon quá Cường, ha. Rất là vừa luôn. Bia này good ghê á. Ngon. Nhưng mà cái móng he, móng bò này nó không có tí thịt nữa. Phải là móng với da. À, vậy không phải là cái chân giò mà là cái móng giò. Cái phần dưới á. Móng giò bò. Cái giò ngon. Ê Cường, lắc. It's good, really good. I'm enjoying it right now. Wow. Cái này mà là Cường. Lát hồi chạy vào cửa hàng mua thêm một ít nữa về khách sạn Cường ơi. Mua thêm một ít về chỗ ở uống các bạn ngon quá. Công nhận. Bia đây ngon. Yep. Ngon. Tuyệt vời. Mời các bạn nha. Wow, đi qua bao nhiêu vùng mà như vậy mà vẫn còn mạng và đi ăn cơm được, ok đó. Quá tuyệt vời. Quá ý nghĩa. Phải trả tiền thì cũng đúng thôi, không có gì. Nhưng mà không trả là trung tâm luôn. Không trả hả? Không trả thì ở đây thôi, không có được ra khỏi chỗ này có gì đâu. Ngon quá. One of my favorite beer, the Adi Kofu. Adi Kofu? Uống chai bia ngon quá. Kêu cảnh sát mở luôn chai thứ hai luôn. Vậy mới được. Cold head? Yes, to make soup. Yes. Oh. You know, in America, they throw away everything that's not meat. The face, mời các bạn nha, quá tuyệt vời. In America, they throw away. But the best part, sang bên này mà không uống bia là một uổng phí nha các bạn. Tại vì với cái thời tiết ở bên này nó nóng cả ngày như vậy. Mặc dù những cái tháng này rất là mát rồi đó mà đi hai anh em ướt đầm á. Rất là nóng luôn. Thì được một cái ly bia mà nè. Họ uống đá giống như Việt Nam mình các bạn. Cầm những cái cục đá thảo ở đây xong đổ vô uống. Cái bia chắc là... Tại vì nếu mà ướp lành cơ bình thường thì nó có vẻ là tốn điện hơn hay sao. Họ không ướp nhiều đâu, chỉ có một vài chai thôi. Còn lại là uống với đá nè. Y ở Sài Gòn nha, múc nguyên đá để vô một cái là gần hết cái ly. Đó đổ bia vô. It's great with broad bean. Excellent with broad bean. Fried and broad bean. Tuyệt vời. Cái đồn cảnh sát này nó đối diện ngay đối với cái chợ trời lớn nhất của Jamaica ở thủ đô Kingston nha các bạn. Bạn đang nhìn qua cái lớp lưới nè. Phía bên kia là cái chợ trời đó lớn khổng lồ mà mọi người vừa mới đi nãy đó nha, đi cùng với cảnh sát đó. Thì cái đồn cảnh sát nó đối diện nha. Nếu các bạn cần sự trợ giúp, nếu mà tới đây mà du lịch mà muốn đi vô đó thì các bạn nhớ một điều là đến đây nhờ sự hỗ trợ của họ, tất nhiên là mình phải biết điều, mình phải cho một cái hạt khoản nhất định để hỗ trợ cho người ta, đúng không? Cái đó không thành vấn đề, nhưng mà vấn đề duy nhất là các bạn đi ra khỏi khu chợ để an toàn nha.
và có thể vô đó khám phá này kia, tùy theo các bạn muốn thế nào cũng được ha. Người dân nhìn thấy cảnh sát thì họ sẽ có nể hơn, chứ nhìn mình không, khả năng cao họ sẽ phản ứng ha, rất là tệ. Alright. Oh, ok, see các bạn. Nói bia ngon thì chưa chắc ai hiểu là bia ngon hay không, nhưng mà đó, uống hết hai chai rồi, gọi thêm một chai nữa. Thực ra là tuyệt vời. Làm sao, ở đâu, đất nước nào, các bạn nói cho mình nghe là có thể vô trong đồn cảnh sát mua bia để ngồi uống như vậy. Nói đi. Cường. Andy. Tell me. Đi khắp thế giới luôn, có cái nước nào các bạn vô được trong đồn cảnh sát mà gọi bia ra uống như vậy, đứng uống chung bia chung với lại cảnh sát luôn. Mà trong đồn cảnh sát uống bia nữa. Trong đồn giữa trưa. Mà có phải nhậu một chai đâu, nhìn ra. Hai chai rồi, quất thêm một chai nữa nào đó, tại vì ngon quá. Mà họ rất là vui vẻ bán bia luôn. Đây là một quốc gia, có một xin lỗi các bạn, trên cái tuyến đường du lịch xách ba lô luôn lên mà đi á ha. Khó mà gặp được quốc gia thứ hai như vậy lắm. Khó lắm, khó lắm. Nhưng mà bia ngon thiệt. Bia rất ngon. Giống như là bia Hà Nội không? Giống kiểu vậy. No, đó, anh thấy nó giống bia bên Cuba. Cuba rất là ngon. Cái crystal rất là ngon. Crystal. Nhưng mà nó nhẹ. Rất là ngon. Bia Hà Nội thì nó chứ không có nặng giống như là Tiger. Không, cũng không nhẹ tới mức như vậy đâu. Bia Hà Nội là khá nhẹ rồi. Bia hơi Hà Nội. Nhẹ hơn Heineken một xíu, Heineken hơi đắng. Ừ. Yeah, nhưng mà ngon. Ngon tuyệt vời. Giống như Budweiser, Việt Nam giờ có Budweiser. Chai thứ ba rồi. Đã quá, nhưng mà cái cảm giác mà có thể cầm ly bia mà uống trước mặt cảnh sát không có đâu. Ở Việt Nam mà mình đố các bạn đó, đứng trước mặt anh cảnh sát nằm cầm ly bia mà uống kiểu này đi về được nhà là chuyện mừng. Với lại đây là đứng nước là lạ nha, chứ phải đứng nước mình đâu. Không mình đâu. Nhưng mà hay. Cái này là tuyệt vời. Đi đang thanh toán tiền ăn trưa các bạn. Sorry các bạn. Ăn trưa đồ ăn này kia là mấy anh em đãi mấy anh cảnh sát dẫn theo ha. Và mình tổng hết 2.700 tiền Jamaica. 2.700 tiền Jamaica là nếu mà tính ra khoảng cỡ xin lỗi các bạn, dưỡng cổ khoảng 15 đô á. Toàn bộ là bia bọt uống từ nãy giờ ha. Mình mời các anh luôn. Đó là hết 2.680. Dạ. Mình đưa luôn 3.000. Dạ. Yeah. Ok. Nice. Đó. Okay. Yep, ăn uống no say, ăn uống no say rồi. Thôi, kết thúc rồi. Quăng ra thùng rác các bạn, đây là thùng rác này. Bây giờ đi ra cho mình biết là cái gì nó tốn ra. Okay. Yeah. Rồi, no say rồi, ra khỏi đường cảnh sát đang quay các bạn. This way. Oh, okay. Bye, sir. Bye. Right. Thank you, sir. Đây là ông trưởng đồn các bạn. Thank you. Yep. Have a good day. Yep. All right. Các bạn thấy không? Rất là đỉnh. Rất là friendly luôn, thấy không? Ok, ra khỏi đồn rồi. Cái tội là cái tội tới nước người ta mà đi ăn lung tung, vô đồn ngồi. Quay về các bạn. Ok các bạn, kết thúc một video, một trải nghiệm nữa rồi nha. Một ngày tuyệt vời, nói chung là có những cái sự ngoài cái sự mong đợi, cũng như là có những sự là tuyệt vời cũng như không tuyệt vời. Thế nhưng mà phải nói là một trải nghiệm rất là thú vị. Từ trước giờ hai anh em đi rất nhiều nước rồi mà chưa có một cái nước nào tạo được cái sự thú vị mà ngạc nhiên và khác lạ tới mức như vậy như là Jamaica. Nhưng mà ok, các bạn nhớ like với lại subscribe cho hai anh em nha, để lấy động lực để tiếp tục đeo ba lô lên đường nha các bạn. Thực ra thì ba lô lúc nào cũng trên vai rồi, chỉ là xác định là khi nào đi mà thôi. Thế giới còn nhiều chỗ để mà khám phá lắm. Hi, tạm biệt các bạn. Bye. Hẹn gặp lại sau. Bye bye. Sir Andy. Bye bye. Phấn Bụi TV. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.